tầm quan trọng của ánh sáng nha. Bây giờ anh em nhìn hình khối của cái góc ánh sáng này, và cũng là góc quay thôi, nhưng mà chúng ta chuyển sang bên này vào xem. Đấy, bắt đầu là cái hộp trôi từ 40.000 chỉ khoảng có 10.000 thôi. Cho nên học về ánh sáng kỹ đi, cái gì cũng cái giá của nó thôi.